Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là thời điểm giao mùa, các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cần sự tập trung chăm sóc, phòng tránh sâu bệnh. Vì thế, sau Tết, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tập trung chăm sóc cây trồng với kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều thắng lợi. Những ngày này, gia đình chị Hà Mui Buôn Giá ở xã Tân Tiến, huyện Krông Bách tập trung chăm sóc lúa đông xuân 2022-2023. Trong năm qua, tuy chịu nhiều tác động tiêu cực của thiên tai dịch bệnh, nhưng nhờ được nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nên giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả sản xuất. Hiện diện tích lúa của gia đình phát triển tốt, hứa hẹn một mùa bội thu. Những ngày này, hương vị Tết vẫn còn phảng phất như đối với người nông dân. Ra đồng đầu năm cũng là một cách tạo tâm thế phấn khởi đón vận may. Do đó, tôi và bà con trong buôn, ai nấy cũng đều kỳ vọng năm mới mưa thuận gió hòa, sản xuất an toàn, mùa màng, bội thu. Những ngày này, nhiều nông hộ cũng đang tập trung tưới nước cho cây cà phê, sầu riêng nhằm cung cấp nguồn nước kịp thời để cho cây nở hoa đậu quả với mong ước một năm được mùa được giá. Ăn Tết xong thì người nông dân chúng tôi ra vườn chăm sóc tưới tắm và với tâm thế là hy vọng một năm mới bội thu và cùng mong rằng là cái năm vừa qua khó khăn, năm nay mong rằng các doanh nghiệp và những nhà chức trách hỗ trợ báo tiêu sản phẩm cho nông dân để nông dân chúng tôi là yên tâm sản xuất hơn. Theo dõi đánh giá chung thì khả năng là nguồn nước tích trữ trong các cái hồ là cơ bản đáp ứng cái nhu cầu của các cây trồng chủ lực trong vụ đông xuân này như cà phê, tiêu, lúa và một số cây trồng khác. Tuy nhiên cũng một số các địa phương cũng cần phải lưu ý như các huyện như Eleo, Esup, như một số cái diện tích chuyển đổi từ cây trồng khác sang lúa đấy cũng phải hết sức lưu ý là cái hạn cuối vụ. Do đó cũng cần phải chú trọng để có những cái giải pháp nhanh chóng kịp thời hạn chế những cái hạn và thất thoát có thể xảy ra. Năm 2023, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng các chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng nông sản, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk phát triển.